Chào mừng bạn đến với kênh nghe truyện của Hảo Hảo Podcast. Mời bạn nghe truyện Bữa trưa tình yêu Tác giả cố mạng Chương 19 Sam Sam ngủ một mạch đến 10 giờ hơn ngày hôm sau, mở mắt ra, Cô mơ mơ màng màng mặc đồ vào rồi lê đôi dép vào phòng vệ sinh theo quán tính. Mơ mơ màng màng nặng kem ra bắt đầu đánh răng. Đánh rồi đánh, đánh rồi đánh, đánh đánh đánh. Đột nhiên, Sam Sam cắn phập lấy bàn chải. Không, không thể nào. Sam Sam ngẩng lên, mắt nhìn trân trối vào bóng mình trong gương. Có phải cô vẫn chưa tỉnh ngủ không? Nếu không thì là uống rượu say quá nên sinh ra ảo giác sao cô lại nhớ là nhớ là tối qua tổng giám đốc tỏ tình với cô chứ mà cô lại còn lại còn từ chối rất oanh liệt nữa từ chối sam sam suýt nữa cắn nứt luôn bàn chải vội vàng đánh răng sam sam không thay cả áo ngủ mà chỉ khoác áo ngoài vào rồi lao xuống lầu thực ra cô cũng không biết mình chạy xuống để làm gì chỉ do một sự xúc động xui khiến cô chạy xuống xem hiện trường vụ án xảy ra trong ảo giác. Cũng may bên dưới không có ai, con đường nhỏ vắng ngắt, một phong cảnh tiêu điều điển hình của mùa đông. Sam Sam thẫn thờ đứng một lúc ở nơi phong đằng đậu xe đêm qua, nhìn mặt đất, rồi lại ngước lên nhìn trời. Tuy mỗi một câu nói đều nhớ rất rõ, nhưng, nhưng chắc chắn là ảo giác sao cô có thể to gan đi phản kháng tổng giám đốc chứ không không mấu chốt là đại bốt sao có thể ám chỉ với cô cái gì được sam sam vừa thôi miên mình vừa đi lên lầu gặp ngay bà bác phòng kế bên đi xuống thấy cô bà bác cười hỏi thăm cô bé định đi đâu thế tuy rằng trong thành phố lớn tình láng giềng khá lạnh nhạt nhưng những cô gái như sam sam vẫn khá được mọi người yêu mến lần nào gặp nhau cô cũng ngoan ngoãn chào hỏi sách dùng đồ đạc cứ như vậy nên cũng thân thuộc hết hi hi gì ra ngoài à cháu đi chơi vòng vòng thôi sam sam nhận ra dáng vẻ cẩu thả của mình quá kỳ quặc nên cười giả lả cho qua chuyện ai ngờ bà bác lại sáng lại vẻ rất nhiệt tình tối qua đưa cháu về là bạn trai của cháu à hả tối qua bạn trai sam sam rùng mình dáng người cao lắm mà cũng rất đẹp trai có xe hình như giàu có lắm nụ cười của sam sam cứng đờ a a a nội tâm sam sam kêu gào cô lao về phòng mình lao thẳng lên trên giường không phải là ảo giác toi rồi toi rồi cô lại dám từ chối lời tỏ tình của đại bốt tỏ tình đó đại bốt ơi sao anh tỏ tình cũng không hẹn trước chứ cô rất dễ nông nổi mà sam sam nhất thời điên loạn quá mức tâm trí rối bời nhưng những vòng bong bóng nước cứ nổi lục bục trong tim đó lại là niềm vui sướng khó thể phủ nhận có thích anh ấy không sam sam chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó thậm chí một ý nghĩ về chuyện đó cũng không nhưng nếu không có tí suy nghĩ gì thì cái thứ đang nổi phồng lên trong tim là gì đây chết thật chuyện gì thế này rõ ràng trước ngày hôm qua thì cô chẳng có tí suy nghĩ gì về đại bốt cơ mà trong đầu lại ẩn hiện lời phong đằng nói tại sao ngày nào cô cũng đến văn phòng tôi là do tôi ra lệnh tại sao cô lại ăn cơm cùng tôi là do tôi ra lệnh đương nhiên là do anh ra lệnh cho tôi. Sam Sam trả lời rất nghiêm chỉnh đứng đắn trong lòng. Nhưng lại có một tiếng nói đang yếu ớt điện bạch, hình như cũng không hẳn là thế. Vậy nên, thực ra cô luôn lừa người lừa mình, bịt tai trộm chuông. Chính Sam Sam cũng cảm thấy bản thân khó lý giải quá. Nhưng mà nhưng mà, dù sao đi nữa, đại bốt cũng tỏ tình rồi. Sam Sam đưa tay lên che mặt, cảm giác gò má nóng bừng, tiếng hát vui sướng trong lòng mỗi lúc một lanh lảnh. Thế là cô không nằm nổi nữa, lồng cồn bò dậy mặc quần áo mang giày thật nhanh vào. Cô phải đến nơi đông người. Ăn cơm, dạo phố, đi siêu thị, cho dù là đi đánh bóng mặt đường, làm gì cũng được, nếu không cô sẽ bị cảm xúc đang nở phồng lên này làm cho nổ tung ra mất tim cô đã không chứa nổi nữa nhất định cô phải xả hết cái thứ vô danh đang đầy ắp trong tim ra ngoài mới được lúc đi trên phố bước chân dường như cũng nhanh nhẹn nhẹ nhõm hơn trước rõ ràng vẫn còn bước từng bước trên đường nhưng trong đầu lại cảm thấy như mình đang bay nhẹ nhàng trên phố vậy đầu óc trống rỗng theo dòng người ra khỏi bến xe điện ngầm đứng trên quảng trường trung tâm kẻ qua người lại tấp nập sam sam có phần lạ lùng sao mình lại đến đây trong vô thức nhỉ nhưng không quan trọng lúc này đây đứng ở chỗ này cô chỉ cảm thấy tất cả đều kỳ diệu biết bao bầu trời tươi sáng gió dịu dàng và ấm áp mặt đất lát đá khi bước lên lại có cảm giác mềm mại như đi trên thảm cỏ mỗi một thứ gì đó khi nhìn thấy lại vô cùng sinh động mới mẻ ngay cả những ông cụ qua đường cũng đáng yêu nhường nào. Sam Sam đi hết vòng này đến vòng khác trong khu mua sắm, cuối cùng mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế dài ven đường thở hổn hển. Tiết Sam Sam ơi Tiết Sam Sam, to mày rồi, đại bốt chẳng qua chỉ tỏ tình vu vơ thôi, thế mà mày lại mê mẩn cả thế giới này. Cứ thế, cô ngồi trên chiếc ghế dài giữa quảng trường lạnh giá, nhưng lại không hề cảm thấy lạnh, trên gương mặt thậm chí còn phủ một màn sương màu hồng đào nóng rực. Thẩn thờ ngồi một lúc, Sam Sam lôi di động ra, lật tìm danh bạ rồi cúi đầu đờ đẫn nhìn hai chữ phong đằng. Khi tâm trí bay bổng không biết đến mấy tầng mây, chuông di động bỗng nhiên réo vang. Sam Sam rung lên, tim đột ngột đập thình thịch, ngón tay cái rung rẩy nhấn phím bắt lúc nhìn thấy màn hình hiển thị hiện lên ba chữ lục song nghi thì nhịp tim mới dần dần bình thường trở lại cô nghe máy nói bằng giọng có phần hụt hẫng và nhẹ nhõm alo song nghi à sam sam hả dậy chưa cậu tưởng tớ là cậu à người suốt ngày ngủ nướng đừng có bon chen nói đến việc thức dậy với người đi làm chứ vô ích thôi hê hê tớ hỏi cậu này năm nay bao giờ cậu về nhà chuyến tàu tối hôm cúng ông táo ấy ồ ồ ồ vậy tớ về sớm hơn cậu hì hì cậu về đúng đợt cao điểm mùa xuân đó sam sam cậu bảo trọng nhé giọng điệu song nghi rất ư lạc vui trên nỗi đau kẻ khác nhưng tâm trí sam sam giờ hoàn toàn không nghĩ đến cũng không nghe kỹ cô nàng nói gì gần như nói theo quán tính song nghi tớ có chuyện muốn hỏi cậu chuyện gì nói mau tớ sắp đi tấp đếp bản thân đây sam sam ngập ngừng nhưng lại không nói được ấp úng một lúc lại bảo thôi cậu bận gì thì làm đi về rồi tớ nói sau nói ngay bây giờ song nghi hậm hực kép nhất kiểu úp úp mở mở đáng kép y hệt viết truyện đến đoạn hồi hộp thì bỏ ngang ấy ờ sam sam ngần ngại song nghi nếu có một người đàn ông rất giỏi rất hoàn hảo tỏ tình với một cô gái rất bình thường thì phải làm sao ồ nếu là tiểu thuyết thì cô gái ngốc nghếch vội vàng nhận lời sau đó tác giả có thể kết thúc được rồi he 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 nếu không phải là tiểu thuyết thì sao hả thế thì là trên trời rơi xuống một tấm thẻ vàng mau mau nhặt lên song nghi cười gian xảo, sau đó nói vẻ đứng đắn, nhưng ngắm một lúc, sờ một lúc là được, sờ xong thì vứt nhanh. Tại sao? Ngốc! Song nghi tỏ vẻ sáng suốt, nhặt thẻ vàng có tác dụng gì, cậu có biết mật mã đâu? Hết chương 19 Bạn đang nghe truyện của Hảo Hảo Cốt Cát, mời bạn nghe. Chương 20 Sam Sam cầm điện thoại đờ đẫn. Cô chưa yêu bao giờ, nhưng mấy năm đại học cũng từng thấy bạn bè trong phòng yêu đương. Một cô bạn cùng phòng đã nói, tìm bạn trai nhất định phải tìm người nào mà bạn thấu hiểu, đọc vị được, nếu không dù tốt mấy, cũng phải suy đi nghĩ lại kỹ càng rồi mới quyết định, nói cách khác là phải biết mật mã của anh ta đại bốt đừng nói là mật mã ngay cả nhập mật mã ở đâu cô cũng không biết nữa là như thể có một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu tâm trạng vui vẻ của sam sam bỗng dưng nguội lạnh hẳn song nghi bên kia bỗng thông minh đột xuất hỏi với vẻ ngờ vực sam sam chuyện cậu kể không phải là chuyện của chính cậu đấy chứ không phải sam sam lờ đờ chối ngay ha 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 tớ biết ngay không phải cậu mà hay cậu giống tớ thôi dù có nhặt được thẻ vàng thì chưa biết chừng còn là thẻ tín dụng mắc nợ nữa kìa sam sam cúp máy sam sam không còn hứng thú dạo phố nữa buồn rầu lê bước về nhà trên đường về ăn mì thịt bò nhưng lại chẳng thấy ngon tí nào rõ ràng là cũng có đói nhưng phần còn lại ăn mãi cũng không hết sau đó lại là đi làm liên tiếp mấy ngày sam sam đều trải qua trong bận rộn và hoang mang cô không lên lầu ăn cơm phong đằng cũng không gọi cô linda và những người khác cũng chẳng thấy tin tức gì chỉ có a may nhắn tin than thở bảo phải tiếp đãi ai 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 đó đến thì sát sắp bận chết đi rồi hình như đó mới là thế giới bình thường cuộc đời bình thường nhưng sam sam bỗng dưng nhận ra thế giới như thế lại đáng ghét đến nhường nào khiến con người mệt mỏi bất lực đến nhường nào cũng may còn có chuyện khác có thể chuyển hướng chú ý chủ nhà nơi cô thuê sắp bán nhà hình như có việc gấp cần tiền nên không đợi đến sau tết được vậy nên sam sam bắt buộc phải dọn đi trước tết nhưng gấp như vậy làm sao tìm ra nhà hơn nữa cuối năm phải kết toán cũng rất bận, cuối cùng phải liên lạc với Đại Hoa, bạn cùng học đại học và nay cùng làm việc ở thành phố này. Đại Hoa đồng ý trong mấy ngày Tết sẽ cho cô gửi đồ đặt đóng gói sẵn ở đó. Còn về chuyện tìm phòng thì chỉ có thể đợi sau Tết mà thôi. Vì chủ nhà hủy hợp đồng nên bồi thường cho Sam Sam 2 tháng tiền thuê nhà, cũng phải đến mấy ngàn tệ. Một món tiền bất ngờ như thế, thường thì sam sam phải rất vui mới đúng nhưng tiền vào tay rồi cô lại chẳng có cảm giác gì ngay cả niềm vui cũng mệt mỏi biết bao kết toán cuối năm đã xong thì tết cũng sắp đến mọi người trong phòng cuối cùng đã rảnh rỗi hơn tụ tập lại bàn tán kế hoạch cho năm mới sam sam kết thúc công việc xong bất giác lại vào mạng trong vô thức tiết sam sam click nghe có người gọi cô, Sam Sam nhanh chóng đóng trang web lại. Ủa, Sam Sam, cậu lên mạng công ty làm gì vậy? A à, dai tinh mắt nhìn thấy ngay đầu của trang web cô vừa đóng, chính là hình của tổng giám đốc họ đón tiếp các lãnh đạo cao cấp đến thị sát. Ừm. Thực ra cô cũng không biết để làm gì, vô thức mở nó ra thôi mà. Sam Sam vội vã đánh trống lãng, có chuyện gì sao? Nghe cô hỏi thế, gương mặt A Giai đột nhiên xuất hiện nụ cười nịnh nọt, sam sam mùng mấy cậu về nhà nhỉ. Đêm cúng ông táo ấy, vé ban đêm. Nhà sam sam ở tỉnh Dê, lúc về phải đi tàu hơn 10 tiếng đồng hồ, lúc xuống tàu còn phải chuyển một chuyến xe, rất mệt mỏi, có lẽ đến nhà có thể ăn luôn cơm Tết được rồi. Là thế này, nhà tớ vốn định về quê, sáng 30 ấy, nhưng đột nhiên quyết định đi hải nam ăn tết cậu thấy đấy bọn này cũng không có thời giờ đến ga tàu lúc cậu đi có thể giúp trả vé được không ừ được không sao sam sam nhận lời ngay dù sao cô cũng đến ga tàu trả vé cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà a dai cảm ơn rối rít ha ha sam sam cảm ơn cậu nhé lúc về sẽ khao cậu ăn đợi đồng nghiệp đi rồi, Sam Sam lại chìm đắm vào thế giới nhỏ bé của mình. Ngày mai sắp về nhà rồi, Tổng Giám Đốc ơi, rốt cuộc anh là bồng bột nhất thời hay là cao hứng nhất thời đây? Trong văn phòng rất náo nhiệt, Sam Sam lại cảm thấy như cô đang cách không khí náo nhiệt ấy bởi một tầng kết giới trong suốt. Cô thẫn thờ một lúc rồi lấy di động ra, lặng lẽ bấm bốn chữ. Năm mới vui vẻ sau đó cài đặt thành tự động gửi tin vào 8 giờ tối đêm trừ tịch. Người nhận là phong đằng. Sau đó cô thở dài thường thường. Cô đây có tính là chết đi sống lại không nhỉ? Sợ gì chứ tiếc sam sam, cùng lắm thì đại bốt chỉ đùa mà thôi, nhưng nếu không làm rõ thì chỉ e năm nay cô khó sống rồi. Cô không biết đó có tính là đang mở một đường sống cho mình, hay là kết thúc nữa. Tóm lại, làm chuyện đó hình như cảm thấy thoải mái hơn một tí. Chớp mắt đã tới kỳ nghỉ, hôm cúng ông táo, Sam Sam đưa đồ đạc đã đóng gói sẵn đến chỗ Đại Hoa, sau đó kéo hành lý phóng thẳng ra ga tàu. Năm nay là năm đầu Sam Sam đi làm, cũng là lần đầu tận mắt thấy đợt cao điểm tàu xe về Tết này. Năm ngoái tuy cũng phải từ trường về nhà, nhưng dù sao sinh viên cũng được nghỉ sớm nào giống bây giờ, trong ga tàu thật sự ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, không khí ồn ả đến mức khó chịu. Sam Sam hơi hối hận vì tiết kiệm tiền mà không mua vé máy bay. Chen lấn đến chỗ quầy bán vé để giúp đồng nghiệp trả vé lại, thế mà ở ô trả vé cũng phải xếp hàng nữa. Bên cạnh vẫn còn rất nhiều người chen chúc, liên tục hỏi người khác có vé đi đâu đi đâu không ước chừng là muốn mua lại vé từ tay những người muốn trả vé trong đó có một người cứ hỏi xem có vé đến thành phố hát không sam sam bất giác liếc nhìn anh ta một cái người kia vô cùng nhạy cảm lập tức chạy lên hỏi sam sam cô ơi có phải cô muốn trả vé đi thành phố hát sam sam gật đầu người đó mừng rỡ hỏi cô có mấy vé ba vé tốt quá tôi đang cần ba vé. Người đó càng mừng rỡ, vội hỏi, cô có thể bán lại giá gốc cho tôi không? Cả nhà chúng tôi đợi ở đây cả ngày trời rồi mà không có vé. Sam Sam nhìn nhà người đó quần áo cũ kỹ, có vẻ sống không dư giả lắm nên nói, tôi giúp trả vé cho người khác, anh đưa cho tôi bằng giá trả vé là được. Người kia lại trở nên do dự, nghi ngờ nhìn cô, vé của cô là thật chứ. Sam sam bực bội không ngờ mình tốt bụng lại phản hiệu quả thế lúc đó cũng không khách sáo gì anh không cần thì thôi cần cần người đó thấy cô nói thế thì vội vã đếm ra mấy trăm tệ sam sam nhận tiền cũng thấy khả nghi nhìn kỹ tiền trong tay không vấn đề gì mới đưa vé cho anh ta người đó cầm vé rời đi Sam Sam kéo vali định vào siêu thị trong ga mua ít đồ để ăn dọc đường. Chuyến tàu của cô còn hơn một tiếng nên cũng không cần vội, cô thông thả chọn mấy món ăn để trên quầy rồi xếp hàng tính tiền. Ai ngờ vừa thanh toán xong ra khỏi siêu thị, thì người mua vé của cô dẫn hai viên cảnh sát lao đến trước mặt, chỉ vào Sam Sam tức tối nói, chính là cô ta. Vé giả tôi mua từ tay cô ta. Sam Sam đần mặt. Hết chương 20. Chuyện được chuyển âm bởi Hảo Hảo Quốc Cát. Mời bạn nghe tiếp. Chương 21. Tiết Sam Sam bị đưa về đồn cảnh sát. Mới biết vé cô giúp đồng nghiệp đổi đã có vấn đề. Ba tấm vé đó đều là vé giả. Cô vội vàng khai báo thật thà, chủ động lôi di động ra định gọi cho A Giai, ai ngờ vừa sờ túi áo khoác lại không thấy điện thoại đâu. Cô thấy hoảng lên, lục tìm lung tung, kết quả vẫn không tìm ra, hơn nữa ngay cả ví tiền cũng biến mất. Lúc nãy trong siêu thị mua đồ vẫn còn mà, sao chớp mắt đã biến mất rồi. Lẽ nào lúc nãy vội vội vàng vàng nhét vào túi nên rơi mất? Sam Sam bỗng thấy mình thật ngu ngốc. Lần này thì xong đời, tiền này thẻ này vé tàu này, tất cả đều ở trong ví cả. Không có vé tàu thì không tài nào chứng minh được cô là khách đi tàu cả. Tuy chứng minh nhân dân được đặt trong hành lý theo thói quen nên không bị mất, nhưng dường như nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh cô không phải tội phạm chuyên nghiệp thôi. Hơn nữa phải đền tiền cho người kia nữa. Sam sam hoảng loạn giải thích rối rít tôi thật sự không biết là vé giả mà nguồn gốc tôi giúp bạn trả vé cô ấy vốn định về quê sau đó quyết định đi hải nam nên đưa vé cho tôi nhờ tôi giúp trả lại tôi không biết cô ấy mua ở đâu bây giờ không tài nào liên lạc được di động của cô ấy tôi không nhớ số công ty tôi là nhân viên của công ty phong đằng đúng tôi có công việc tại sao phải rảnh rỗi đi làm giả vé chứ sam sam cuối cùng cũng tìm ra chứng cứ có sức mạnh công ty phong đằng rất nổi tiếng ở thành phố s hai viên cảnh sát nhìn nhau hỏi cô định chứng minh thế nào phong đằng tên của đại bốt nhảy vọt ra trong đầu cô cô nhớ số của anh nhưng làm sao lại để anh biết chuyện mất mặt này được Sam Sam bất giác bỏ anh qua một bên, đầu óc rối bời suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi nhớ số của một đồng nghiệp. Số của A May rất dễ nhớ, Sam Sam gọi cho A May bằng số của đồng cảnh sát, cũng may cô nàng không tắt máy nên đã gọi được. Alo, xin chào. A May, tớ là Sam Sam. Sam Sam cuốn quyết hỏi, bây giờ cậu còn ở thành phố S không? Sam Sam còn sao cậu lại gọi số này bây giờ chắc cậu lên tàu rồi hả chưa xảy ra chút chuyện rồi bên a may hơi ồn ào còn cả tiếng nhạc hình như đang tiệc tùng gì đó sam sam cũng mặc kệ vội vàng kể mọi việc lại rồi vô cùng hổ thẹn và ngượng ngùng cô nói a may bây giờ cậu có rảnh không nếu không bận thì có thể mang chứng minh nhân dân đến một chuyến không Tớ đang ở đồn cảnh sát 20. Đợi đó. Hình như cô nàng đang bàn bạc gì với ai, rồi nhanh chóng quay lại nói, Sam Sam cậu đừng lo, chuyện nhỏ, tớ đến ngay. Cảnh sát thấy cô liên lạc được nên tạm gác cô sang một bên để xử lý việc khác. Sam Sam cuối cùng cũng hơi yên tâm, thoải mái được một chút lại thấy vừa đói vừa mệt, sức cùng lực kiệt, vốn dĩ là sung sướng vui vẻ về nhà, bây giờ tàu đã đi mất cô lại ở trong đồn cảnh sát gặm bánh mì không khô khốc cũng may có một nữ cảnh sát tốt bụng rót một ly nước nóng đem đến cho cô mới khiến cô tỉnh táo lại cô lặng lẽ ăn xong ngồi thẫn thờ một lúc rồi nhớ ra gì đó mượn điện thoại cảnh sát gọi vào điện thoại mình quả nhiên máy đã tắt sam sam biết chắc sẽ không tìm lại được nên càng rầu rĩ hơn đợi khoảng một tiếng Cuối cùng đã có người tới, nhưng không phải A Mây mà là trợ lý Phương. Anh trợ lý vẫn áo quần chỉnh tề như trước, nụ cười rạng rỡ. Sam Sam đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: Trợ lý Phương, sao lại là anh? Trợ lý Phương mỉm cười giải thích: Lúc cô gọi điện thoại thì A Mây và tôi đang dự tiệc. Hôm nay A Mây uống hơi nhiều nên không thể để cô ấy đến đây. Bồ, xin lỗi làm phiền mọi người quá sam sam xấu hổ nói trợ lý phương an ủi không sao cô yên tâm một lát sẽ về được thôi sam sam gật đầu cũng không biết anh ta làm thế nào mà rất nhanh anh chàng mua vé giả kia đã hài lòng rời đi với số tiền bồi thường gấp đôi người ta đã không truy cứu cảnh sát chắc cũng thấy sam sam vô tội nên cũng mở lượng khoan hồng Sam Sam về dặt hỏi, tôi đi được rồi sao? Trợ lý Phương mỉm cười, ừ, trước khi đến đã mở lời trước rồi. Thì ra anh trợ lý lợi hại thế ư. Sam Sam đi theo ra ngoài, đầm đìa nước mũi cảm kích, cảm ơn anh, trợ lý Phương, đợi Tết qua rồi tôi mời anh ăn cơm. Trợ lý Phương cười hít mắt ném ra một quả bom, cô tiếp không cần cảm ơn tôi, Tổng giám đốc Phong đang ở trên xe ngoài kia, mời. Sam Sam chỉ thấy đầu gối mềm nhũn, bước chân đột ngột chậm hẳn, "Tổng, tổng giám đốc." Trợ lý Phương hình như rất ngạc nhiên vì thấy cô bất ngờ, "Hôm nay chúng tôi và tổng giám đốc tham gia một buổi tiệc tối của một lãnh sự quán đóng ở thành phố S, cô tiếc không biết sao?" Vừa nói anh vừa mở cánh cổng to của đồn cảnh sát, Sam Sam bất giác nhìn ra ngoài nhìn thấy dưới ánh đèn đường trong những đống tuyết bay lượn bóng dáng cao ráo của phong đằng đang đứng dựa vào xe hoàn toàn hoàn toàn chưa chuẩn bị câu chuyện che giấu bốt từ trên trời rơi xuống này là sao đây sam sam trong tích tắc chỉ cảm thấy nhìn thấy anh còn đáng sợ hơn là thấy chú cảnh sát nữa sam sam lê từng bước chậm chạp đến trước mặt phong đằng cô bất giác sử dụng tư thế tiêu chuẩn của các bé nhỏ làm sai chuyện gì đó, đầu cúi gằm, tỏ vẻ vô cùng hối hận. Ánh mắt dừng ngay trên chiếc áo khoác màu đen của anh, những đống tuyết bay bay đậu trên người anh, Sam Sam không biết sao lại thấy trái tim như đang lãng đảng trôi, rõ ràng phút trước còn sợ sệt, bây giờ lại thấy le lói mong chờ. Thế nhưng Phong Đằng lại không nói gì ánh mắt anh dừng lại trên đỉnh đầu cô một lúc, sau đó rất tao nhã gãy đống tuyết trên người, lẳng lặng lên xe. Trợ lý Phương đặt vali của Sam Sam vào cốc sau xe, thấy cô còn đứng đó thì ho khẽ, cô tiếc cũng lên xe trước đi. Ồ, vâng. Sam Sam gật đầu bừa, do dự mấy giây rồi cương quyết trèo vào ghế phụ. Trợ lý Phương lại ho, cô tiếc. Sam sam nhìn trợ lý phương bằng ánh mắt van xin cùng là nhân viên chắc trợ lý phương anh cũng hiểu mà có nhân viên nào vừa bị tóm đến đồn cảnh sát còn dám ngồi cạnh sếp đâu im lặng dễ có đến mấy giây cuối cùng phong đằng nói ngắn gọn lái xe trong xe có một khoảng thời gian yên tĩnh lạ thường trợ lý phương hiểu lòng người phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó tổng giám đốc phong tàu thì không bắt kịp rồi anh thấy có nên đưa thẳng cô tiết về nhà không ạ? À? Sam Sam không nhận ra sự kỳ diệu của việc, trợ lý Phương hỏi Phong đằng chứ không hỏi cô, miễn cưỡng nói, có thể phiền anh đưa tôi đến khách sạn gần đó không? Cô giải thích rằng nhà cô thuê chủ nhà đã sắp bán, chìa khóa cũng trả rồi, sau đó bạn cô chắc cũng sắp rời thành phố ép về quê. Tiếp đó cô mới nhớ ra, ví tiền của cô cũng bị trộn rồi. Đúng rồi Sao cô lại quên mất chuyện chính nhỉ Trước mắt chuyện quan trọng nhất là gì Mượn tiền Về những chuyện linh tinh của đại bốt Thì đừng nghĩ nữa Mượn tiền là quan trọng nhất Cô không nén được cảm giác hối hận Lúc nãy ở đồn cảnh sát sao quên bản mất chuyện này Bây giờ đại bốt ngồi phía sau Làm sao cô mở lời với trợ lý phương được đây Còn nếu mượn đại bốt thôi bỏ đi, tiền của tư bản, không phải ai cũng mượn được. Sam Sam đang đau khổ nghĩ xem nên nói thế nào thì nghe Phong Đằng dặn trợ lý Phương, đến đầu đường kế thì cậu xuống xe về nhà đi. Vâng. Cái gì? Trợ lý Phương sắp đi. Sam Sam vẫn chưa kịp nghĩ phải ứng đối thế nào thì đã đến đầu đường, trợ lý Phương xuống xe, lịch sự chào tạm biệt Phong Đằng và Sam Sam thảnh thơi bỏ đi, để lại mình Sam Sam và Phong Đằng. Sam Sam trơ mắt nhìn anh ta bỏ đi mất, lòng càng tuyệt vọng, lẽ nào phải, phải mượn tiền của đại bốt thật ư. Cửa xe lại mở ra, thân thể cao lớn đàn ông mang theo hơi lạnh băng giá ngoài kia, thông thả ngồi xuống cạnh cô, sự nam tính trong tích tắc phá tan tư duy về nhân dân tệ đang xoay vòng vòng trong đầu Sam Sam nhịp tim cô đột nhiên bất bình thường hẳn nhảy đến đổi như thể trong lồng ngực có đến một ngàn trái tim vậy sam sam cảm thấy choáng váng vội vàng mở hé cửa sổ để gió lạnh thổi vào một chút phong đằng không lái xe ngay tay anh đặt hờ trên vô lăng ánh mắt nhìn thẳng tiếc sam sam cô không có gì để nói à có chứ chính là cho tôi mượn một ngàn tệ đi mà không Chắc ăn hơn là một ngàn rưỡi tệ. Nhưng, trước khi mượn tiền phải nói những lời quanh co đã, Sam Sam về giặt tỏ vẻ quan tâm. Tổng giám đốc à, anh có thể lái xe không? Chẳng phải là anh tham gia tiệc rượu đó sao? Lái xe sau khi uống rượu không tốt đâu. Phong đằng nhìn cô, khóe môi nhướng lên một nụ cười nửa miệng. Yên tâm, trường hợp này không cần tôi phải uống. Ồ! Sam Sam tiếp tục nghĩ về một ngàn rưỡi tệ ơi một ngàn rưỡi tệ. Ban nãy cô nói với cảnh sát cô là nhân viên công ty Phong Đằng. Tiêu rồi tiêu rồi. Quả nhiên bắt đầu tính sổ cô chăng? Vâng vâng à. Phong Đằng hừ một tiếng lạnh lẽo. Lúc này cô lại không quên tôi nhỉ? Sam Sam vội vàng nắm bắt cơ hội tỏ vẻ thành tâm. Tôi tôi luôn ghi nhớ mình là một nhân viên của công ty. Ồ. Thế mấy hôm nay sao không thấy bóng dáng đâu? Của tổng giám đốc nói thế có được gọi là vừa ăn cướp vừa la làng không? Mấy hôm nay rõ ràng anh biến mất mà. Chẳng liên quan gì tới tôi hết. Mấy hôm nay tôi luôn chăm chỉ làm việc mà, khụ khụ, thế nên anh có thể nể tình tôi cần mẫn, cho tôi mượn trước chút tiền tăng ca không? Qua Tết sẽ trả anh. Cuối cùng cũng nói ra sam sam thở phào phong đằng liếc nhìn cô ví tiền và di động đều mất rồi sam sam vội vàng gật đầu muốn hỏi mượn tiền tôi tiếp tục gật mạnh đầu tiếc sam sam tiền của tôi không dễ mượn được đâu giọng anh bỗng trở nên nguy hiểm cô nghĩ kỹ xem rốt cuộc cô phải nói gì nếu sam sam lúc đầu còn hơi mơ hồ thì câu nghĩ kỹ xem cuối cùng đã thức tỉnh cô gợi cô nhớ lại hồi ức trước đó không lâu hôm ấy trước khi đi anh cũng bảo cô nghĩ cho kỹ đấy thôi ngày nào cô cũng đến văn phòng tôi là vì sao vì tôi ra lệnh mỗi ngày cô ăn cơm cùng tôi là vì sao vì tôi ra lệnh nghĩ cho kỹ đi sam sam anh, anh đang ám chỉ chuyện đó. Mấy câu ấy đương nhiên cô đã suy nghĩ, nhưng cô thực sự cảm thấy là bởi anh ra lệnh cho cô mà. Ít nhất thì ban đầu là thế, nhưng nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, câu trả lời ấy sẽ không mượn được tiền. Hai, sao cô ngốc nghếch đến thế, cứ nghĩ cho ra một đáp án để ứng phó với đại bốt đã. Nhưng cũng không trách cô được, ai bảo mượn tiền còn phải chơi trò đánh đố nhau làm chi chiếc xe đã chầm chậm lướt đi chuyện đó tôi nghĩ rồi nghĩ rồi thấy một khách sạn rẻ tiền đã lướt qua sam sam cuốn lên vì sao ngày nào tôi cũng đến văn phòng anh vì sao ngày nào cũng ăn cơm với anh không phải vì anh ra lệnh cho tôi mà là vì vì Sam Sam vừa kéo dài thời gian bằng màn lặp lại câu hỏi một cách trơ trẽn, vừa vắt kiệt đầu óc ra, cuối cùng cái khó ló cái khôn, cô buộc miệng. Bởi vì tôi mê sắc đẹp. Sam Sam cảm giác cô vừa nói xong, cả thế giới đều tĩnh lặng, chiếc xe hàng hiệu tính năng cực tốt trong tích tắc hình như bị lệch hướng, tuy tốc độ thì nhanh kinh khiếp. Cô đã không dám nhìn đại bốt nữa. Trong khoảnh khắc cảm thấy chính mình cũng bị chấn động. Lúc nãy chắc cô bị trúng gió chăng, sao trong tích tắc đầu cô lại nghĩ ra cái từ này chứ? Nhưng có lẽ đây mới là sự thật. Người luôn trầm tĩnh như phong đằng cũng chẳng nói nổi câu nào, một lúc sau, giọng anh mới vang lên, mang theo một vẻ u ám khó đoán, "Ồ. Tốt lắm, nhưng nếu đã là mê sắc đẹp thì sau đó là thế nào?" sam sam suy nghĩ một lúc mới hiểu sau đó là thế nào mà anh nói là chuyện cô từ chối anh đại bốt anh nói gì cũng không thể thẳng thắn một chút hay sao nhưng cũng đúng nếu cô đã mê sắc đẹp thì sao lại từ chối đại bốt cơ chứ quả nhiên nói dối một câu thì sẽ có vô số những lời nói dối đang đợi bạn nói nốt tiếc sam sam bỗng nghĩ lẽ nào nói rằng hôm đó cô uống say nên nói cho sướng ư Câu đó gần đúng với sự thật nhất, nhưng nói ra, chắc chắn sẽ bị đại bốt vứt thi thể ra nơi đồng không môn quạn cho xem. Sam Sam muốn khóc quá. Mượn tiền mà sao khó thế, có một ngàn rưỡi thôi mà. Có đáp án nào vừa nịnh nọt được vừa hợp lý không? Sam Sam nhanh chóng vắt kiệt số tế bào thần kinh ít ỏi còn sót lại trong đầu, cuối cùng nảy ra một ý, đúng là mừng muốn rơi lệ, chuyện đó, Tổng giám đốc ạ. À. Thực ra tôi đang đang muốn mà làm bộ đó. Hết chương 21. Nếu bạn cảm thấy hay, vui lòng nhấn đăng ký, like và share cho mình nhé.